cao hơn 770 triệu. Vậy thì mẫu xe GLS 450 4MATIC sẽ có những điểm gì hơn so với mẫu xe GLE 450 4MATIC? Đầu tiên, cả hai mẫu xe này đều sở hữu gói thiết kế ngoại thất thể thao AMG, khối động cơ i6 3.0 lít cho ra 367 mã lực, hộp số 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, GLS 450 4MATIC sẽ được sở hữu một bộ mâm xe với kích thước lớn hơn, lên đến 21 inch. Tiếp theo chính là kích thước. GLS 450 4MATIC là một mẫu xe SUV 7 chỗ full size với chiều dài lên đến 5m226, trong khi GLE 450 4MATIC sẽ có chiều dài ngắn hơn, chỉ 4m940. Về phần nội thất, cả hai mẫu xe này có thiết kế gần như tương đồng nhau. Tuy nhiên, GLS 450 thể hiện mình là một mẫu xe cao cấp hơn, với chi tiết vô lăng được bọc da và ốp gỗ cực kỳ sang trọng. Ngoài ra, mẫu xe này còn sở hữu những tiện nghi vượt trội hơn như điều hòa 4 vùng, cửa sổ trời và đặc biệt nhất chính là hệ thống treo khí nén Airmatic. Và yếu tố tiên quyết nhất của một mẫu xe 7 chỗ vẫn chính là hàng ghế thứ 3. Trên GLS 450, chúng ta sẽ có một hàng ghế 3 rộng rãi ở mức tuyệt đối. Bên cạnh đó là tất cả ghế trên xe này đều được chỉnh điện. Và cuối cùng chính là công nghệ chiếu sáng. GLE 450 4MATIC chỉ được trang bị công nghệ LED High Performance, trong khi mẫu xe GLS 450 4MATIC sẽ được trang bị công nghệ Multi-beam LED hiện đại và thông minh. Và đó cũng chính là những điểm khác biệt giữa hai mẫu xe trên. Vậy theo bạn, 770 triệu cho những option vừa rồi liệu có xứng đáng? Và mình là Thịnh Lê, đến từ thương hiệu Mercedes-Benz.